Chào tất cả quý cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tĩnh miền Tây ha. Hôm nay thì con mời quý chú mình ghé lại vườn của anh Kiệt, bonsai trồi lá mít để mình xem một số cây trong vườn của anh nữa ha. Đặc biệt hôm nay có nhiều cây dáng khá là quái lạ nha quý chú, quái đẹp. Đó, trước mắt là một cây dáng cũng độc đáo nè, mai chiêu thủy. Rồi hôm nay mình có sam trái đẹp nè, có những cái cây cầu nữa nè, cầu mai chiêu thủy rất là đã rồi chú. Giá của vườn anh thì cực kỳ dễ chơi ha, như quý chú cũng đã biết và đã ủng hộ cho anh mấy lâu nay. Thì hôm nay con mời chú cùng gặp lại anh để anh báo giá cho mình tiếp tục giao lưu nha. Rồi em chào anh Kiệt ha. Rồi xin chào quý cô chú, một ngày đầu tuần vô vẻ đón xem kênh trên kênh Lộc Tĩnh miền Tây ha. Rồi cũng rất mong sự ủng hộ của quý cô chú nhiệt tình mạnh mẽ với Kiệt ha. Dạ, hôm nay mặt hàng bây giờ hôm nay thì Kiệt cũng đa dạng quá mặt hàng, có nhiều cái thể loại nó cũng hơi là lạ mắt để cho cô chú mình làm sân vườn đồ chơi ha. Dạ. Còn cây sâm núi này thì Kiệt giới thiệu cho quý cô chú sau cuối clip. Rồi bây giờ không mất thời gian với cô chú nữa thì Kiệt sẽ đi vào cây số 1. Số 1 là một cây chiếu thủy nu gò công. Nụ gò công. Cây này thì cây cầu nó được hai bề đế đàng hoàng nghe không chú? Dán cầu anh ha, hai bề đế của chú rồi. Rồi, giờ Kiệt đo thông số. Đây là một cái đường kính từ cái bờ sông. Đôi bờ ha. Từ bên đây nó nhảy qua bên kia là nó 78. Có thân trên cầu nè anh ha. Thân này để về cô chú mình biến tướng ha. Dạ. Cái hoành thân Kiệt đo vị trí này là được 14. Xuống dưới đây là 24. Dạ. Còn lên trên này thì cái ngọn này nó nhỏ lại hả cô chú? Dạ. Đó, một cây cầu hả cô chú? Chơi tiểu cảnh rồi độc đáo. Cái này là thích nghi duy nhất là cô chú mình bố trí cái mấy cái đồ đồi, đồ tiểu cảnh ở trong cái sân vườn mình á. Cái mình trồng mình bắt qua, bắt ngang, bắt dọc đồ chơi cho nó vui. Dạ. Là lạ mắt. Rồi cây số 1 này là Kiệt xin giao lưu với cô chú mình, mở bát cho nó ngon cơm. Là số 1, Kiệt bán giá là 700 ngàn, bao ship. Dạ, 700, bao ship. Rồi, đổi luôn ha. Rồi, cầu luôn đi anh ơi. Tiếp theo là cây cầu số 2. Cây cầu số 2. Cây này thì nó hơi to hơn, nhưng mà nó có cái mặt lửa cháy nắng. Yeah, nhưng mà nó kéo cuốn hết rồi thì cô chú mình khỏi sợ hơn một nè. Thấy nó cuốn rồi, ngày cuốn vô cũng khá nhiều chú. Cái này thì hai cái bề đế nó rất là đẹp. Còn cái chỗ này thì nó một cục chứ lắm mà tại Kiệt không có xịt nước ra cho cô chú nhìn rõ. Dưới này có rừng luôn rồi chú ơi ha. Đó, rừng đây. Rồi, chiều dài của nó là 76. Vậy mình ngắm nghía mình cắt lại ha, mình chơi dáng gì đó mình tùy. Hoành thân Kiệt đo vị trí này là 20. Còn cái cũ đó thì nó tròn do gì nè nghe quý cô chú, hạo một cái thôi, 56. Dạ rồi. Nuôi cái phần đó là cũng như phần phần ngọn nhưng mà cũng cái này là cái phần ngọn nhưng mà nó cũng ra rễ cứng rồi. Thì dạ, cô chú mình nuôi thời gian nó sẽ hài lại cái này. Dạ. Cũng cứng hết rồi chú ơi, nó mọc ấy chứ không có lỏng lẻo ha. Rồi, cây cầu số 2 kia giao lưu là giá 800 ngàn. 800. Rồi, đổi luôn. Rất độc đáo chú, vô mấy cái dĩa chơi đẹp lắm chú. Cầu số 3. Cầu số 3. Cây này thì nó có một cái rễ này nó bị mục một chút xíu chỗ này nha chú. Dạ. Có rễ bị lỗ đó. Có đều có thân trên cầu hết nha chú. Nhưng mà ngược lại cái cây này thì hai cái bộ đế, hai cái đế của hai cái đầu nó rất là đẹp. Đó. Cây cầu này về hợp thích hợp cô chú mình làm cây cầu khỉ thôn quê rất là đẹp nè, có cái độ ẹo rất là đẹp. Yeah. Rồi cái đường kính nó là 80. Hoành thân vị trí này là 18, xích xuống dưới đây một chút xíu là 22 ha. Yeah. Kiệt đo luôn hai nồi đế này là 53. Cái này phối dòng sông rồi dưới dạ này nè. Cái nồi đế này là 49. Cái này quý cô chú mình chơi trên sân vườn cái mình làm một cái đường khe nước kìa, cái mình làm rất là đẹp. Để nó ngang vậy đó anh ha. Đúng rồi. Trên cầu thì có cây rồi nữa ha. Hai bên cũng được có cây.
Rồi cây cầu số 3 này kiệt giao lưu với cô chú mình 700 ngàn. Dạ 700. Số 4 luôn. Rồi cây cầu cuối cùng là cái cầu số 4. Cây này nó to nhưng mà nó bị cháy nắng cái lưng này nghe quý cô chú. Nhưng mà nó cuốn mép hết rồi. Cho nên là quý cô chú mình không có lo vụ mục lũa ha. Dạ. Cuốn tạo thành cái đường rất độc đáo cho nên. Rồi, đường kính nó là 62. Quanh vị trí này là 27. Cái này thì ngay chỗ cái gốc nó nè, một củ nó cứ ngắt luôn nha quý cô chú. Dạ. Còn bên đây thì rễ nó có nhưng mà cái rễ nó cũng còn hơi yếu. À, cái cũ nó về là 61. Rồi cái cầu số 4. Kiệt xin giao lưu với quý cô chú mình là giá 700 ngàn. Dạ rồi, tiếp tục ở đây. Tiếp theo, số 5. Hôm nay anh có hai cái cặp dạng này ha, một cặp lớn cặp nhỏ anh ha. Ồ, tương xứng nhau rất là đẹp của chú. Ồ, cây này quá trời, cái này. Cái dách này nè, chú thấy bàn tay rồi nè ha. Xè hết cỡ luôn. Cái này thì Kiệt báo giá từ cây, còn cô chú nào mua cặp thì Kiệt bớt lại cho quý cô chú mình ha. Vậy cho dễ anh ha. Đúng rồi. Số 5. Cây này một cặp này đáng chơi một cặp nha cô chú. Con thấy như vậy là về quý cô chú mình tạo lại nó vô cặp. Bây giờ Kiệt sẽ đo từ cây ha. Số 5 trước đi anh ơi. Cây bên đây nè. Quanh vị trí này là 20. Chiều cao nó là 38. Cái nồi nó là 65. Là cây số 5A. Thấy nãy nó quên. Thôi ghi số 5 đi. Rồi cây số 5. Rồi đây là cây số 5. Rồi Kiệt sẽ đo tiếp. Chiều cao cây số 6 này là 40. Cái nồi nó như vậy là 55. Cái này ta chặt chứ không thành vậy này. Cái hoành nó được 16. Sửa rồi. Cái số đó lại anh này. Sửa luôn. Sửa lại số 6 là 5. Cây số 5 và cây số 6. Đúng rồi. Cây số 6 này rất là đã chú ha. Nguyên cái dách. Cây này nhìn bên đây cũng vậy đó nha chú. Hai cây như nhau. Cặp này cô chú mình chơi cặp rất là đẹp nè. Đó. Ta chặt chứ nó bít mà cắt ha, nù ra vậy đó. Rồi, cây số 5 và cây số 6 này Kiệt giao lưu là mỗi cây là 700 ngàn. Cô chú nào chốt một cặp thì Kiệt bớt lại 100 ngàn. Là mỗi cây Kiệt bớt lại 50 ngàn. Dạ rồi, một cặp, một cây chỉ 700 thôi anh ha. Đúng rồi. Cây 700 thôi cô chú. Rồi, lấy một cặp thì anh bớt 100 ngàn. 5, 6. Số 7. Dạ, số 7. Cái này thì nuôi. Cái này thì mặt cắt nó kéo muốn gần hết thì nghe quý cô chú. Mặt cắt nó kéo nè, ngay chỗ này là Kiệt để ngón tay út mình vô nó còn bít nè. Nè, ngón tay út vô là nó bít nè. Rồi Kiệt đo chiều cao. Chiều cao nó như vậy là 24. Đo hoành hai chỗ ha. Chỗ này là 17. Còn xuống ngay chỗ mập này là nó là 38. Cái cũ nó như vậy là 78. Mà cắt kéo tốt anh ha. Đúng rồi. Đây mà cắt nè, kéo chàng quýt hết trơn. Rồi cây số 7 này Kiệt giao lưu là 400 ngàn. Rồi, mình bỏ cái miếng này ra không anh cho anh dễ. Bỏ ra đi cho nó gọn. Cho nó gọn nha, để quay anh né hoài. Rồi. Cho cặp mặn này đi trước nè. Số 7. Số 8. Số 8 là cây mặn, Hoàng Yến. Hoàng Yến. Mặn thì Kiệt nuôi nó ra bông rồi Kiệt mới bán cho quý cô chú ha. Đây, bông mặn Hoàng Yến nó ra vậy nè, vậy đặt vậy nè. Rồi Kiệt đo thông số cái thân của cái cây gốc thôi. Chiều cao nó là 32. Cái hoành nó là 28.
Rồi cây mận Hoàng Yến số 8 này Kiệt giao lưu là 800 ngàn. Khi đi vận chuyển thì nó cũng có sơ sức, nó rơi rớt dài bông nha quý cô chú. Dạ rồi. Nhưng mà cô chú mình thì cứ yên tâm. Cây mận này nó già nó ra được bông rồi là bắt đầu là nó ra hoài. Nó trái chuyền quanh năm vậy đó. 800. Rồi cây mận Hoàng Yến số 8 này giá 800 ngàn. Dạ. Số 9. Cây này cũng đang xe hoa ha. Dạ, số 9. Cái này là nó ra hoài tới như vậy nè quý cô chú ha. Bông quá bông mà. Bông nó nè. Bông nào chú chùm chùm nhìn ha. Đó. Trái rất là đẹp nha quý chú, mận Hoàng Yến. Trái nhỏ 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 nhưng mà nó đẹp từ lúc mà nó ra trái tới lúc chín luôn. Sau này ghép vô rồi nó ra bông thân luôn à. Chiều cao 32. Hoành 27. Đường kính đế 24. Rồi cái mận Hoàng Yến này thì giao lưu là 900 ngàn. Dạ. Cái đó là mận Hoàng Yến ghép. Còn đây là mận Hoàng Yến chiết. Nó còn sai trái hơn nữa. Cái chiết anh hả? Chiết. Dạ rồi, nhánh chiết hả cô chú? Nhánh chiết thì nó là nữa là nó green. Cô chú dòm bông nó ra vậy đó. Cái số kia là gốc 10. Mận thường An Phước hả cô chú? Mình ghép với Hoàng Yến, cậu này là nhánh chiết của Hoàng Yến. Này là nhánh chiết. Nếu mình nuôi cây to lên thì cây này là cây green. Cây green. Rồi, chiếc ra thông số chiều cao nó là 88. Hoành thân nó thì bằng ngón tay chỏ mình nha quý cô chú. Dạ. Rồi. Rồi cái mận Hoàng Yến số 10 này Kiệt giao lưu là 300 ngàn. Dạ rồi, tiếp tục luôn. 11 là cây Phúc Kiến. 11 trà Phúc Kiến. Cây này thì cái củ nó to, nó được có cành bay bay vậy đó. Về cô chú mình nuôi về chơi ha. Dạ. 11. Rồi Kiệt đo cái cành bay. Nó bông dữ lắm rồi, cây này nó già dữ lắm già. Rồi cành bay nó là 30. Hoành thân cái vị trí này là 24. Xuống cái củ đế nó về là 50. Thân nó trên ngay chỗ này thì nó lớn hơn ngón tay cái mình ha. Rồi cây trà Phúc Kiến số 11 này Kiệt giao lưu là 300 ngàn. Dạ, 300 thôi. Số 12 là một cây chiếu thủy. Cây này thì nó cái dáng cảnh thôi. Do Kiệt về làm không kịp cho nên là nó còn lu chu bu nhưng mà nó đã vô bông bánh hết nghe quý cô chú. Về cô chú mình tỉa lại mình làm gọn lại là nó ra hình ra thù thôi. Dạ. 12. Cái này nó sẵn chỉ đường này luôn chứ. Nó có đường lửa mà nó có kéo. Đường trái nắng nhưng mà này nó kéo gì nó hết ha. Đang kéo lại đó. Rồi cái đường kính của nó là đường kính tán là 66. Hoành thân 20. Cái nội đế nó như vậy là được 43. Cái bộ rễ nó vậy thì mình chơi thời gian nó lớn lên là bộ rễ nó đẹp nha cô chú. Cây này chắc nhánh chiếc anh ha. Cái này thì đa số người ta chiết là nhiều. Rồi cây số 12 này là giá 500 ngàn. Chỉ 500 thôi chú. Rốt cành to ha. Cây số 13 là một cây cóc thái. Cô chú nhìn vô thì cô chú hiểu cái thái và cái cóc ta miền Nam mình ha. Cái cóc thái thì nó ra đọt tới đâu là bắt đầu nó ra bông nè. Đó, còn ở đây nó có trái nè. Về cô chú mình trồng lại nó sung lại thì bắt đầu nó ra hoa ra trái. Cây này nếu Kiệt bán là Kiệt bó bầu nguyên cái chậu về cho quý cô chú nha, tại vì do Kiệt mới sang chậu không có làm nó bầm dập cái cây. Dạ rồi, đổ treo luôn, nhấn đổ luôn. Hoành nó 12. Tán nó như vậy thì nó là 25. Cây sung ấy vậy cho coi
Này chắc số 13 quá. 13. Cái đó 13 hả? 13. Rồi, cây cốc số 13 này kiệt vô lô là giá 500 ngàn. Dạ, luôn cái chậu này anh ha, luôn chậu nhựa. Đi luôn cho mình để cho cây đóng đó. Đóng nguyên cái chậu như vậy thôi. Còn con chú nào mà không sợ nó chết thì kiệt gối lại, kiệt bớt lại cho 50 ngàn. Một cây dưới. Dạ. 14. Cái dưới này thì nó chỉ tứ diện thôi, về cô chú mình thả cành lại rồi làm lại nha. Nó thì nó là một cái nhánh chiết cắm thôi. Chiều cao nó 25. Hoành thân vị trí này 20. Xuống đây là 31. Rồi cây dưới cái dưới số 14 này kia cho lô 400 ngàn. Dạ, 400. 15 là một cây tu hú mà còn gọi là cây gì của anh mẹ nó rồi, găng tu hú, găng tu hú. Nhưng mà không có cái tên, nó kêu đẹp lắm. Một cây vân sam, đúng rồi đó. Kiệt cắt lại là chiều cao nó còn lại 34, cái hoành cụm nó như vậy là 34 luôn, tổng cái nồi đế 70. Dạ. Cây này thì về cô chú mình làm lại ha, là nó cũng đẹp, nó cũng nổi u nè, u cục nè ha. Có thể cô chú mình khéo tay mình lách ra, mình tách ra lấy làm cục này quái chơi, thì nó lòi ra đây một cục quái nữa. 15. Rồi cây răng tu hú răng sam này xin giao lưu là giá 600 ngàn. Dạ rồi, 600. 16 là một cây dầu thơm. Dầu thơm. Mà miễn nhắc tới cây dầu thơm là kiệt hơi nói bậy. Bởi vì cái cây này là cái cây dụ đàn bà. Ví dụ cô chú nào trồng rồi cái mấy bà đi ngang đi chợ rồi đi tập thể dục rồi nghe mùi thơm buổi sáng. Cái cô chú cái mấy bà lết lết lại mấy bà hửi hửi rồi bà khoái. Cái mình đứng ở trong nhà mình dòm ra mình nghía mấy bà chơi. Rồi. Rồi, chiều cao cái dầu thơm này là 105. Hoành thân nó ngay cho vị trí này chắc 10 quá. 10. Dạ. Rồi. Giá sao đây anh ha? Cây này thì cây dầu thơm số 16. Giá 500 ngàn. 500. Bông quanh năm anh ha. Đúng kìa. 17. Cái này cũng là cây chiết nữa, nhưng mà người ta nuôi lâu. Cái này nuôi lâu rồi, cái này nó già. Nói chung là người ta tận dụng những cái nhánh già cỗi thì ta làm cây nó mau già. Nhưng mà nó được vô tai tán ha, về cô chú mình chơi cây cảnh chơi cho vui. Chiều cao nó 60. Này mình chơi hoa thì hết sảy luôn. Hoành thân nó được 18. Tai cành nó nhiều. Đường kính tán nó là 50. Cây cũng rất là sạch sẽ anh ha. Đúng là cây chiếu thủy số 17 này. Giá 400 ngàn. Sạch sẽ như thế này chỉ 400 thôi hả chú. Đây tiếp tục cây số 18 về quý cô chú, có thể mình phá thế lại nữa đó, mình chơi nhiều cây. Nói cái cây này thì nó có đế, nó rễ nó nhiều rồi, cho nên quý cô chú mình mạnh dạn chơi, sau này rễ lớn lên này nó cũng cổ thụ lại thôi. Chiều cao 55, hoành thân nó là 15, tổng cái hoành đế nó về là 36. Không có mà cắt luôn chứ, mà cắt bít hết. Rồi cây 18 này vẫn là 400 ngàn. 400 luôn. Dạ. 19 là một em nu gò công. Này mình chơi lẻ đi anh ơi. 19. Cây này thì về quý cô chú mình quýnh dán lòng đẹp lắm đó nha. Phía sau có một cặp đó, một cây nữa đó cô chú. Cây 19 với 20 này là nó một cặp. Về dạ. Cô chú mình chỉnh trồng siêu lại chút xíu vậy nè. Thế là mình quýnh là dán lòng ha. Biệt là hai cái bệ này rất là đã luôn, y gan như hai cái cây nhỏ hồi nãy. Ta chặt rồi, chiều cao nó là 78. Hoành thân nó vị trí này là 24.
tổng cái bệ nó về là 57. Còn cái nồi đế nó thì nó bít bầu là đường kính nồi đế nó kiệt tính phỏng là 32. Còn cái trên này là dấu người ta chặt ghét là nó xam hết trơn. Quý chú về kỹ thì quý chú vệ sinh nó lại. Dạ, đế thì nó xè đều. Nu nhiều anh ha. Đúng nu, rồi. Nhiều to. 19. Rồi cái nu và công số 19 này thì giao lưu là 900.000. 900. To hay không chú? Ở dáng rất là độc. 20. Hai cây, mình có thể lấy một cặp mình chơi đối xứng nhau với chú đẹp. Con chú nào chốt một cặp thì kiệt bớt lại 200.000. Chiều cao nó là 73. Bình thân vị trí này 25. Tổng cái cụm nó là 78. Đi ra cây kia đó anh ha, cũng người ta chặt. Thì người ta làm nó cũng có đối xứng cặp lắm á. Rồi cây 20 này kiệt vẫn giao lưu là 900.000. Ngoại trừ cô chú nào chốt một cặp thì kiệt tính lại là bớt 200.000 ha. Còn chịu 6 hay cô chú? Một cặp chịu 6. 21. Nhỏ nhỏ để bàn chơi. Nó già thì nó già dữ lắm nhưng mà cái giá trị nó không cao. Cũng có định hình cành nhánh rồi ha cô chú ha. Này mình chơi vậy nó chơi đỡ ghiền. Chiều cao nó là 29. Hoành thân vị trí này 11. Đường kính tán nó là 34. Tổng cái bệ nó về là 47. Rồi 20. 21 giá 250.000. 250. Đổi luôn. 22. 22. Cây này thì nó già dữ lắm rồi. Nó cũng định hình cành nhánh tay chân rồi vậy theo quý cô chú ha. Chiều cao nó là 29. Hoành nó 16. Đường kính tán nó là 30. 22. Cho nó thành 3 con số 2 luôn là tức là nó 300.000, 200.000 thôi. Cái số 22 này 200.000, 200 thôi. Rồi, tiếp tục luôn. 23. Da đen lá lớn nha. Cái này thì về quý cô chú mình muốn lọc lại làm cây bonsai thì làm, còn để gì mình làm lại dáng đa rồi chơi ha. Thì nó cũng hay hay con mắt. Chiều cao 28, đường kính nó là 38. Hoành thân nó là được 36. Rồi cây 23 này kiệt giao lưu là giá là 400.000. Dạ rồi. Một cục trà bá luôn. 24. Cái này thì nó cũng định hình dáng bonsai ha. Đế cũng khá đẹp. Chiều cao nó là 39. Hoành thân vị trí này 27. Đường kính đế nó 22. 24. Cái này đế nó đều lắm quý chú. Đế đều. Cây thì rất là già. Nhiều nhiều hay chú? Già nu. Nhiều đây anh ơi. Rồi giá 400.000. 400. Rồi đổi giúp em ha. Một cây sala. 25 cây sala. Cây này rất là đẹp duyên ha. Cây này về quý chú mình vô cái chậu làm cây phóng rồi chơi. Lẫn ra hai ba cành cho nó bay lũm chủm chơi. 25. 25. Cái cây nó nằm dáng như vậy rồi là cô chú nào mà mê kiển chơi thì mình dòm vô là nó có cái điểm để mình sửa rồi ha. Cây sala đẹp quá cô chú. Rồi nói cái tán gì? Phóng của nó là đường kính ngang về là 22, còn cái độ xéo nó xuống như vậy là 36. Hoành vị trí này 16. Dạ rồi. Rồi cây 25 này giá 300.000. Sala chỉ 300 thôi. Về vô nhẹ 5 cộng dây, 5 chi cành. 26. Một cây này thì nó như cây văn nhân vậy cô chú ha.
cái cành gớt nó trở về hồi gốc rất là đẹp. 26 cây này vô cái chậu dĩa dĩa rồi trồng chơi, nó nói chung là nó cũng định hình nè cô chú vào này ha, thì nó cũng có 1, 2, 3, 0, 4 rồi chơi vậy thôi. Đẹp vô chú, dáng lắc đẹp. Chiều cao 46, cái hoành thân vị trí này 12, xuống đây 18, đế có. Cái nồi đế nó vậy là 26, đường kính tán nó 38. Cái ưu điểm nữa nè, cây nó già anh ha. Cây rất là già. Già liền lạc. Mà cái phong cao mà nó nằm như vậy mình dòm thấy nó cũng duyên cây lắm luôn quý cô chú. Ở dưới đây nó có cái một lưng nè. Rồi cây này kia giao lưu là cây 26, kia giao lưu là 250.000. 250. 27. Một cục chờ bự ha. Chờ bả luôn. Chiều cao nó là 32. Nu da đen. Da đen nó lớn. Da đen nó lớn. Cái hoành tổng cái cục nó như vậy là 65 quý chú. Đo luôn cái đường kính tán cho quý chú mình hình dung ha. 46. Rồi. 27. 27. Rồi cây nu da đen lá lớn 27 này kiệt vô lưu với quý chú mình là giá là 500.000. Một bể to lắm quý chú ơi. Dạ rồi. 27. 28. 28 là một cây phong cao. Cây này định hình rồi, cây này cô chú mình nuôi thời gian là cô chú mình chơi nó cũng chuẩn cây lắm ha. Dạ. Cái bệ đế nó thì bên đây nó hơi yếu một chút nè, nhưng mà nó có nguyên vàng kể này thì mình nuôi thời gian nó sẽ lấp lại thì nó sẽ bự ra. Cái bệ nó cũng nguyên một bệt đặc, rất là đẹp. Cây này đẹp quá. Cây này thấy vậy nhìn cũng thoáng cả. Cây này lúc trước Kiệt để cô chú nhìn ra, Kiệt mới bỏ ra chút xíu công lận lại. Chiều cao nó là 59. Hoành nó là 24. Còn nội đế hào hào nó như vậy là 54. Đường kính tán nó 36. 28. 28. 500.000. Dạ. Rồi. Đổi giúp em luôn ha. 29. 29. Cái này thì nó hột dữ lắm ha. Dạ. Cành nhánh nó thì về cô chú mình nuôi thời gian mình chỉnh sửa lại chơi. Chiều cao nó 26. Hoành nó là 27. Đường kính đế nó 24. Đế nó thì rất là đều nói với thiên nhiên mà nó vậy là nó đẹp lắm nha quý cô chú. Về cô chú mình sạc 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 đều lại cái là bị đế này rất là hài. Còn ở trên thì mình gán thả ra nuôi thôi. Dạ rồi. Mặt cắt đang kéo tốt hả chú? 29. 29. 400.000. 400. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Nặng quá chú ơi. 30 là một em trang sen. Cây này mua vốn 400 bán lại 400 lỗ tiền ship nha quý cô chú. Anh thanh lý luôn, còn cây anh ha. Thanh lý. 30, luôn. Đúng rồi. Cây này kia cắt lại thôi, để cho nó nửa xè tròn ra cho cô chú mình về trồng tốt lên là nó túa bông thôi. Chiều cao nó 18. Cái hoành cũ như vậy là 21. Đường kính tán của nó kiệt con lại là còn 22. Rồi, cây trang sen đỏ. Số 30 này thì vô lưu 400.000. Dạ. Rồi, đổi luôn giúp em ha. Cuối cùng. Cuối clip. Là cây, một cây sam núi trái. Cây khá thành phẩm rồi nha quý chú. Đụng cái cây giới thủy đó vô. Đây, một cây ảnh vú tới cuối clip. Là cây này là cây 31, để nó đi. 31. Rồi. Cây dáng trực lắc anh ha. Cây này trực lắc mà cái gốc cổ thụ nha quý cô chú. Cái gốc này sau này cô chú mình trên ấm tán là cái điểm u nó. Là cô chú mình dòm thấy nè. Cái gốc này nó nằm gì là nữa nó cổ thụ lắm. Rồi. Đây, anh nghiêng nghiêng giùm em cái anh Kiệt. Thì cũng cỡ 70-80% rồi anh ha. Cây này thì từ đây tới Tết là cô chú mở dây là đi chơi dễ nó ao làng được rồi. Ao làng. Rồi, Kiệt đo chiều cao nó là 17.
đường kính tán 30, cái hoành vị trí này là 20 ha quý cô chú, to luôn ở trên cái đoạn lắc 2, đoạn lắc 2 nó là được 11 nha. Cái này được người ta sửa cũng nước 2 rồi quý cô chú, cho nên cây này là về mình chơi, mình chơi từ đây tới Tết là mình xả dây mình đi chơi được rồi. Nhưng mà đặc biệt là cái cây sâm núi mà dáng trực này mà nó có được cái gốc cổ thụ như vậy nữa cô chú, mình khi nó tròn cái nóc kính là cô chú dòm nó hùng vĩ lắm. Dạ. Rồi cây sâm núi số 31 này là cũng là cây cuối liếp. Kiệt xin báo giá là 3.200.000. Tặng cho quý chú thêm một cây chú thủy về để bàn cho có bông thơm chơi. Bị cây sâm núi trái là nó có trái không à. Còn có thêm cây chú thủy này đặng nó có bông đặng thơm. Dạ, tặng cái này. Cây này là hết dây nè quý chú, tại Kiệt làm biến con lại thôi chứ con là quý chú mình thấy là nó đã ra hình đó. Rồi, chuối là cây này hay chưa? Cái sam trái này đẹp nè. Giờ mượn cái nó lên được. Bên này cầm lên rất là nhẹ nhàng. Cầm một tay thôi nè. Dáng trực lắc cổ thụ anh ha. Đúng rồi. Này. Cái bộ gốc này là chơi nữa, cây nó hùng vĩ lắm. Tay cành đầy đủ ha chú. Cành bắt cũng khá là chuẩn cây ha. Ngọn rồi này nọ đầy đủ. Rồi cầm anh đây. Rồi cây cuối luôn anh Kiệt. Rồi ha. Cuối cùng thì Kiệt cũng xin cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ Kiệt trong thời gian qua. Thì Kiệt cũng xin nhắc lại cho quý cô chú ủng hộ Kiệt là bước qua tháng 7 là Kiệt sẽ lên 4 clip, mỗi một clip Kiệt tặng 5 cây sâm núi nhỏ mini nha quý cô chú. Nhưng mà cô chú cũng thông cảm là người có người không là Kiệt phải tính theo tỷ lệ phần trăm cô chú ủng hộ, thì Kiệt lấy từ cao xuống dần là Kiệt tặng khuyến mãi cho quý cô chú, bởi vì cây nó có giá trị thì Kiệt không có thể nào tặng hết, tặng nhiều được cho quý cô chú. Thì ví dụ đợt này cô chú ủng hộ Kiệt mà chưa được tới lượt tặng thì còn dịp 2 tháng 9, dịp Tết thì Kiệt sẽ hứa là sẽ tặng hoài tới để tri ân quý cô chú. Cho nên rất mong được sự ủng hộ của quý chú mạnh mẽ. Rồi, Kiệt xin chào quý chú ha. Dạ rồi, cũng như là ủng hộ anh Kiệt ha chú, đăng ký kênh giúp con luôn, nhấn chuông thông báo để mình sẽ sớm cập nhật theo dõi nhiều clip mới nhất nữa trên kênh. Con xin hẹn gặp lại clip tiếp theo. Ôi trời.